hôm nay tuyệt ghê. Này, tớ bị dính vào ba lô của cậu rồi. Alo, có nghe thấy tớ không? Thôi nào. Cậu vẫn đi đó. Hả, cậu đang làm gì đấy? Ôi, đau quá. Nghiêm túc hả? Đúng là đồ thua cuộc. Chút mù tạt sẽ không làm hại ai đâu. Ăn trưa thôi. Chào, lại đi ngồi đi. Được rồi. Cái gì? Ị ra quần à? Ôi, mình không thể đi đâu như vậy được. Cậu làm ở đây luôn đấy hả? Tớ không có lựa chọn. Hẹn gặp lại sau. Tại sao? Ôi trời, bây giờ mình phải dọn dẹp cái này. Đó là mù tạt. Không liên quan gì đến em cả. Gì đây hả? Điểm F. Không thể chấp nhận được. Em ăn trưa cái này đi. Dạ vâng. Lo mà học. Burger free và mù tạt. Chén luôn nào. Còn một chân nữa là xong. Cô ấy sẽ bất ngờ lắm đây. Nhưng mà đừng ai làm nhân chứng nhé. Bài này dài dã man con ngan. Mình hết nhịn nổi rồi. Đi đi, miễn phí mà. Một con nhện. Ôi không, đừng quay phim. Đằng cái này thôi. Không hay ho gì đâu. Biết rồi. Nhỉ, sau đó cậu ta chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Và giờ cậu ta sẽ trả thù cậu. Bỏ lại đó nào. Được rồi, nói chuyện với cậu sau nhé. Ôi, tuyệt vời, mình khát nước. Cái gì? Đáng đời cái đồ thích chơi khăm. Thật luôn đấy hả? Tớ ướt hết rồi. Cậu tiêu đời rồi. Quay lại đây. Không, chờ đã. Hết dũng cảm rồi nhỉ. Ôi. Chúc mừng danh hiệu Latin. Kẻ thua cuộc của em. Cái gì? Một lần làm kẻ thua cuộc, mãi mãi là kẻ thua cuộc. Em cười gì vậy? Em bị ở lại lớp đó. Hả? Không đời nào. Cả hai đều phải học thêm đấy. Hiểu chưa? Thế là sao hả trời? Đó là tương lai của chúng ta. Giúp với. Cậu có rất nhiều việc phải làm. Ở đây, để tớ giúp cậu. Đầu tiên hãy tháo kính ra. Hot girl đeo kính áp tròng thôi. Ôi, tớ nhìn rõ này. Wow, như phép thuật đấy. Trên mặt cậu có cái gì vậy? Đó là mụn. Chúng ta phải loại bỏ chúng. Không. Cứng quá, được rồi. Nhưng tớ cứng hơn. Đây. Ôi, sạch sẽ, trừ mấy sợi lông này. Giúp với. Đừng lo lắng. Nhổ một phát là ra. Chà, cậu hơi bị ố rè rồi đấy. Tớ thậm chí còn chưa wax lông. Thấy không, đâu đến nỗi nào. Mà chờ đã, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Ôi. Hả, không. Tuyệt đối là không. Chắc chắn là có. Cảm ơn. Dù sao đi nữa hãy tiếp tục. Bây giờ đây là kiểu tóc tớ thích làm. Uốn xoăn cho cậu nào. Tớ không nghĩ là chúng có tác dụng đâu. Không xoăn à, cứ để tớ. Tệ thật đấy. Im lặng được không? Tớ chưa xong. Bây giờ đây là những gì tớ đang nói đến. Wow, tiếp theo xoăn môi. Không, không phải như thế. Tớ tưởng cậu làm như vậy. Tại sao tớ không làm nhỉ? Để tớ chỉ cậu. Wow. Trông cậu thật ngớ ngẩn. Hả? Cậu hắt hơi vào tớ này. Để tớ lau nó đi. Ôi, áo dễ thương vậy. Cho tớ mượn nhé. Chắc chắn. Trông như là hot girl ấy. Không phải như thế này. Chúng ta đi thôi, cậu thấy sao? Wow, trông cậu gần giống rồi đấy. Chạm, gần thôi. Được rồi, tớ sẽ cho cậu mượn một chiếc váy. Cảm ơn. Cậu có thể nhắm mắt được không? Được rồi. Tớ đã sẵn sàng.
Oh wow, cậu trông thật tuyệt. Đập tay. Hả? Có vẻ như chúng ta đã bỏ sót một chỗ. Cậu biết phải làm gì mà. Rồi. Xinh xỉu. Cậu ấy sẽ thích vẻ ngoài mới của tớ. Cậu ta, đưa cho tớ. Cậu có chắc không? Cậu ấy là bạn trai tớ. Này, tớ có một ý tưởng. Đá quý đang thịnh hành á. Chúng sẽ giúp cậu lóng la lóng lánh. Thấy chứ? Wow, cậu đúng là thiên tài. Đây, thử đi. Cậu ấy sẽ là của mình. Oh, thật lấp lánh. Gái, nhìn này. Ừ, đẹp đấy. X trừ 2 bằng 1. Hiểu chứ? Ờ, không. Không thể tin được. Chúng ta phải ôn lại căn bản. Tớ sẽ thử. Cái này thật tiên tiến. Mục tiêu của chúng ta là tìm X. Cậu có thể làm được. Yay. Sắp rồi đấy. Ôi trời, tớ không thể. Có, cậu có thể. Cậu đã được nửa chặng đường rồi. Ồ, tớ đổ mồ hôi. Đó, làm được rồi. Tuyệt. Làm được rồi, yay. Cậu ấy khở thật. Ai mà ngờ tụi mình lại thành công chứ. Chăm chỉ thật là xứng đáng. Chính xác. Ơ, chào. Chào, chào. Chào, tớ. Hả? Các cậu vẫn ở bên nhau à? Cái gì? Hẹn gặp sau nhá. Cô ấy đi đâu vậy? Để tôi yên đi. Này, tụi này cứng đáp án. Đáp án là đường sao? Này. Chán thật đấy. Gì đây? I'm the king of the world. Cậu đây rồi. Không, không gian lận. Khoan, Casey. Casey. Chỉ là mơ thôi, chỉ là giấc mơ. Wow. Chỗ này hay ghê. Vũ trụ này sao? Này, bình tĩnh. Này. Kẻ lạc loài. Phải trả họ về nhà thôi. Hai em. Chạy. Nghe thầy muốn giúp hả? Chào mọi người. Bao tiền mới hả? Không, em đi đây ạ. Không, xác định. Này, đồ chơi thôi mà. Bình tĩnh, để chúng ta lo. Sạch rồi. Hay hơi ghê. Tụi mình phải tìm cái cổng. Đi thôi. Đi thôi. Thử cái đó đi. Mọi người đâu rồi? Này. Ở đây. Các em ơi, thử máy này xem.
thấy cười bắp sao được. Nhìn thấy gì chưa hả? Mẹ nhanh lên, nghe máy đi mà. Thầy hiệu trưởng kìa. Các em. Thầy hiệu trưởng kìa. Thầy hiệu trưởng kìa. Thầy phải trả các em về. Cậu đâu rồi? Chỉ có ở tàu này thôi. Hot job. Pizza. Wow. Ê Casey, ăn gì không nè? Tụi mình đâu có thời gian. Thôi được. Không an toàn. Không an toàn. Tớ sẽ ăn đồ của tớ. Đồ con nít. Em lấy hết. Tổng cộng là vâng ạ. Em có thẻ này. Này, con nít, đừng làm mất thời gian. Mẹ ơi, Lily hư lắm ạ. Ổn rồi. Thật à? Được đấy. Trả đây. Ok. Mới đấy hả? Đồ mặt sách. Chờ tí đi. Ok. Trọng lực. Để xem ai mới là boss nhé. Này, bật lên đi. Còn lâu. Được thôi. Cầm lấy này. Tôi phải đi vệ sinh đây. Khoan. Chắc không dành cho mình rồi. Đây cũng vậy. Thôi kệ đi. Xin hãy thư giãn. Cảm ơn, cảm ơn. Không dám phản ứng kích hoạt. Chuẩn. Ba nhé. Lily, đi thôi. Tuyển quá à. Cháy.
chút nào. Không, 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 em làm gì vậy? Được chưa? Nè, đi vào lớp thôi. Chào mừng. Hả? Hả? Lại cậu sao? Tên. Được đó. Tên em rất hay. Vâng ạ. Này, không gian lận. Mày không nên ở đây. Mẹ ơi, cứu con với. Phí thời giờ. Cậu. Này, cái gì? Sao? Hả? Hả? Xin lỗi nha. Chắc được nè. Thưa cô, em cần sách giáo khoa mới. Đúng là cô nàng vụng về. Tuyệt. Chuẩn. Laptop đây. Em cảm ơn. Em cầm đi. Còn em là ai? Lily à. Lily. Tên lạ thế. Thôi được. Lily, cậu đến cứu tớ à? Không, tớ đến chơi thôi. Không được đâu, không được đâu. Nhảy chút nào. Trong lớp. Đúng đấy, đừng ăn. Đúng chỗ này. Tất cả luôn đi. Cậu sẽ không cứng lại được đâu. Gì vậy? Thầy hiểu chưa? Có chuyện gì vậy cô sao? Đuổi chúng đi. Hả? Ai? Tôi phải đi tìm chúng trước khi quá muộn. Hey. Casey nghe không, đi về.
Hả? Về? Được, được. Cậu làm gì đi? Cậu ấy làm gì vậy? Wow, cậu đỉnh quá. Đi thôi. Wow, cơ hội duy nhất của mình đây. Con ở trong vũ trụ, cứu con. Con ở công viên giải trí á. Nghe vui ghê, chơi đi con nhé. Chúng mình sẽ ở đây mãi mãi. Dừng lại, hãy đến giúp mà. Giúp ạ? Yên lặng. Các em, mau về nhà đi. Em cảm ơn thầy nhiều. Bye nhé. Dễ thương ghê. Mình về rồi sao? Để xem nào. Cậu có phải người ngoài hành tinh không? Bắt đầu đấy hả? Yeah, về nhà rồi. Giờ là bài thi cuối kỳ nhá. Nhưng tớ không biết đáp án. Tớ có đáp án cho cậu nè. Cảm ơn cậu. Đi thôi. Ôi trời, không thể muộn được. Mặc quần áo vừa nhanh. Ôi, cái cặp. Ôi, còn cà phê nữa. Không thể quên chìa khóa. Ôi không. Con xin lỗi, con đi học đây. Phải nạp caffeine vào trong máu. Vì một hàm răng trắng như ngọc là bấy bề. Gần đến rồi, tới rồi. Ôi không. Đang kiểm tra. Kiểm tra? Kiểm tra gì cơ? Một phút nữa bắt đầu làm bài. Ôi mẹ ơi, sao mình lại quên giờ kiểm tra được? Sao đâu rồi ta? Trời ạ. Phải ngụy trang cho sao mới được. Thiên tài nè, giờ thì làm bài thôi. Wow, bá đạo luôn. Em đang làm gì vậy Rachel? Em làm bài thưa cô. Được, tiếp tục đi. Thoát nạn rồi. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Chào buổi sáng cả lớp. Làm bài kiểm tra nào. Hả? Lại kiểm tra? Phải tìm sự trợ giúp. Điện thoại. Được rồi, đặt điện thoại đây. Vẽ một đường xung quanh điện thoại. Hoàn hảo nè. Yay, thả hồn mà chép bài. Kiểu gì mình cũng sẽ được điểm A cho coi. Không được xem vở cơ mà. Không có phao thì làm sao mình được điểm A cơ chứ. Bài điện thoại. Ý tưởng hay đấy. Khéo tay hay làm nào cả nhà. Trời ạ, sao không ra vậy? Có chuyện gì ở đó nữa hả? Cái gì đây? Tay mình dính rồi. Có vẻ vẫn ổn cả. Đang đến đâu rồi? Suýt bại lộ. Được rồi, tiếp tục thôi nào. Đổ keo lên ốp lưng điện thoại nè. Dán bút chì màu lên đó. Tuyệt. Selfie thôi nào. Phải chụp đúng góc đẹp cơ. Ok, cười. Thầy đang đến. Hơi lạ nha. Kể đi. Thầy bị lừa rồi. Xem vào tiếp nào. Ok, phải. Ok, được. Em nghĩ mình đang làm gì hả? Em chào thầy Jay. Đây là cơ hội của anh. Sao cũng được. Đây là cơ hội của anh. Mình cần uống nước giải khát đã. Đã quá. Mình nghĩ ra ý cực hay. Chúng ta chỉ cần bút dạ và đáp án thôi là được. Chép đáp án lên chai nhựa nè. Ước gì mình nghĩ ra sớm hơn. Ok là. Đợi đó cho đến khi chị cần nhá. Trời, khát nước quá. Này, cho tớ xin ngụm nước. Được, cứ tự nhiên. Xin, tớ thích uống Coca nhất đấy. Đưa thầy xem cái chai nào. Cái gì đây nhỉ? Ôi trời, sao lại có đáp án? Báo phòng phạt. Không, đừng. Cuối cùng cũng được nghỉ. Wow, tuyết lở kìa. Rồi ạ, thế là mình phải dọn lại học tủ rồi. Thôi được rồi, túi giấy màu và nam châm sẽ giúp mình phân loại. Dùng nam châm dán túi giấy lên tủ nè.
một cái nữa ở đằng này. Cho đồ vào trong túi nhá. Bút bi và bút chì, dễ thương quá ha. Marie Kondo sẽ tự hào về mình. Chờ kết quả bài thi, hồi hộp ghê. Bài này, Rachel. Dạ thầy Jay. Hả? F trừ hả? Ủa? Chết rồi. Ủa? Nhưng mình đã có cách thay đổi nó. Một nét ở đây và ở đây nữa. Mình phục mình quá mà. Nghe chưa thầy? Vào phòng phá. Bị phạt 2 giờ cơ. Không chịu. Ở đây chán chết mất. Làm gì đây? Bút cũng chán nữa. Chán quá đi. Bừa bộn quá. Vậy ghim hết lại nào. Quá trời kẹp giấy dễ thương nè. Ngài voi hồng muốn giúp đỡ nha. Kẹp vào nè. Dễ thương nhưng mà chưa đủ xinh. Ôi không, vẫn nhàm chán. Kẹo sẽ tạo nên phép màu. Kẹo mút nhỏ xíu và súng bắn keo này. Phun keo lên trên mặt kẹo mút. Giờ thì gắn kẹp giấy vào cây kẹo mút nè. Xinh xỉu luôn á. Cứ như phép màu. Đến bút chì. Trang trí cho bút nào. Cầm bút chì như thế này. Nhỏ keo nóng lên đầu cùn của bút. Nhỏ một lượng vừa phải nhất cả nhà. Được rồi, giờ dán kẹo dễ thương vào. Đồ dùng học tập dễ thương. Thích ghê. Bút cuối cùng. Làm cho nó lấp lánh. Lại phun keo lên phần đầu. Tuyết kim tuyến đây nè. Đổ kim tuyến lên phần keo vừa rồi. Lung linh luôn. Thêm bao nhiêu màu nữa nhờ. Mẹ đỡ đầu của thiên đường unicorn đây. Đẹp hết sảy luôn đó. Vẽ thôi nào. Một khuôn mặt cười bé xinh cho bạn. Chán quá. Mình bỏ đồ gọt bút ở đâu ta? Hay là ở trong cọc? Ngốc quá đi. Tất nhiên đây rồi. Chà, hãy gây ấn tượng nhá, gọt bút ơi. Quay, gọt bút. Tuyệt, cú mèo. Giờ thì tiếp tục công việc nào. Xong, thêm màu sắc nào. Sơn màu nước sẽ rất phù hợp với kiệt tác đỉnh cao của mình. Được rồi. Ôi không, tranh của tôi. Làm sao bây giờ? Biết rồi. Không phải lo, chỉ cần dán lại xung quanh và dán trở lại cuộn băng dính. Cốc rửa cọ vào trong cuộn nè, Tuyết. Khi bạn dùng cọ xong, chỉ cần nhúng nó vào nước thôi. Và để khô ở một chiếc cốc khác. Mình phải ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra. Mẹ sẽ rất vui với kết quả lần tới. Là môn hình học. Vẽ một hình tròn. Dễ như bỡ luôn. Trông không giống hình tròn gì hết. Chắc phải có cách khác để vẽ hình tròn chứ. Bút chì và kéo nè. Dán bút chì vào một tay cầm của chiếc kéo. Dùng băng dính dán chặt lại. Đó. Chống đầu kéo lên trên tờ giấy và xoay giấy theo vòng tròn cho đến khi bạn có hình tròn. Hình tròn hoàn hảo nè. Làm tốt lắm. Tiếp tục nào. Không phải fan của môn số học nhưng hay là uống nước trước. Mình nghĩ ra cách rồi. Một cốc, hai cốc, ba cốc, bốn cốc, năm cốc. Chuẩn luôn. Mình đã có hệ vận hành cơ bản rồi. Làm bài thôi. Cuối cùng cũng xong rồi. Thầy đi đứng có thể để ý chút không? Giờ mình phải sắp xếp lại mọi thứ. Cả đống này. Mình biết đồ để sắp xếp dễ hơn rồi. Máy in nhãn dán đính đá quý. Yay! Bật máy lên. Nhập nhãn hiệu vào và in. Ra rồi nè. Có sẵn nhãn hiệu rồi. Và chuẩn bị cả kẹp bướm nữa nhá. Có thể thư giãn rồi. Giải thích đi. Thôi xong. Bọn trẻ này,
Thầy tưởng ngăn được em sao? Ôi không có đâu. Yeah, mặt phẳng hoàn hảo cho nghệ thuật nhãn hiệu. Đứng yên, thầy nhá. Cái gì đây? Bọn trẻ lúc nào cũng ủ mửa nghịch ngợm. Suýt thì lộ. Trong này nóng quá, điều hòa lại không hoạt động hả? Ồ, ý hay đấy. Tránh ra nào, nhường chỗ cho phát minh của chị. Có gì mà băng dính không xử lý được. Dán đầu kia vào đây. Kéo nó xuống. Vậy là bạn đã có quạt giấy rồi. À, gió mát quá nè, thoải mái ghê. Chán dã man, chẳng biết làm gì. Không biết mình có để đồ chơi gì trong cặp không? Xem nào, bút thư giãn hả? Wow, hay quá. Ú là la, màu siêu xinh luôn. Wow, 5 châm. Kể cả lắc các viên bi cũng không rơi. Còn làm gì được ta? Được rồi. Trông giống súng lục ổ xoay. Mình xoay nó thì sẽ sao nhỉ? Wow, đỉnh, nó tự đi lên. Hóa ra là ổ xoay tự đi lên. Wow. Ui da, đành cho thầy ngủ một lúc vậy. Thôi chết, có bài kiểm tra. Này Pixie. Hả? Giúp tớ với, tớ cần giá đỡ cho điện thoại. Ừ, tuyệt. Vén tóc ra cho gọn đã nè. Lồng ốp điện thoại vào bên trong của áo phông. Giờ thì úp điện thoại vào ốp của nó. Chuẩn đét, sẵn sàng cho bài kiểm tra. Là cô xin hả? Ok. Chờ chút Pixie, thêm một xíu thôi. Không có ai nhìn thấy. Nhanh, trước khi thầy thấy cậu. Một đêm em nữa. Đây là hậu quả của việc bọn nhỏ suốt ngày chơi điện tử. Thật không thể tin được. Hả? Những gì vậy? Mấy đứa lại nghịch gì hả? Nhột quá đi, Rachel, nhanh lên zoom. Rất chi là đáng nghi. Thôi xong. Mọi chuyện vẫn ổn chưa hả? Vâng vâng, em sắp xong. Còn em? Dạ, em cũng thế ạ. Để thầy xem. Trời ơi, làm ơn cho con A, xin. Tốt lắm. Mời em đây. Thật sao? Tuyệt. Ôi trời, đã quá đi. Ôi không, chuyện gì đã sáng rồi à? Không, tại sao? Mình không muốn trở thành bọt sách. Ôi, cậu, xin đừng hôn tớ. Vâng, tớ xin lỗi. Để tớ đeo kính vào đã. Đừng có lo, để tớ giúp. Thôi đã. Yeah, đi thôi. Pin của lòng em. Cậu ấy ghi bàn. Thật đó. Yeah. Pin kìa, mình phải chỉnh lại lớp trang điểm. Dùng cọ này nè. Lông mi giả của mình chưa cong lắm. Không thấy gì. Xavi. Pin. Môi em đang chờ nụ hôn của anh. Cái gì? Xin lỗi, hôm qua kính tớ không nhìn thấy. Tớ không thích con gái. Hả? Em muốn hôn của ta. Thế là sao? Không có gì. Em đeo kính hả? Pin. Ôi không. Kết thúc rồi. Đừng chia tay với em mà. Tạm biệt một sách giả đi. Pin, đừng quay lại đi. Em không đeo kính nữa. Tội nghiệp ghê, đừng khóc nữa. Mà này, mắt em tèm lem rồi đấy. Ôi trời. Đồ làm gì? Đời tôi coi như vả. Pin sẽ không yêu mình khi mình đeo kính. Hả? Để ta giúp cậu. Bằng dán cá nhân của Rachel. Cảm ơn cậu. Đừng quên đeo kính nhá. Mình vào lớp thôi bạn yêu ơi. Những ngày mới của tớ nè. Uống trà thả mộc thế nào. Thử uống trực tiếp từ bình xem sao. Ôi giời, mở kính của mình rồi. Này Justin, bạn lấy. Cái quái. Dạ, xin lỗi. Không, tụi con trai đần. Kính đâu rồi? Hả? Chắc là đây rồi. Không phải kính của mình. Biết tìm ở đâu bây giờ? Hay là đây? Có chuyện gì vậy? Tìm ơi, cứ như mò kim đáy bể vậy. Chờ một chút. Thế rồi nè, mắt kính ơi. Lại đây với ta. Ôi không. Liệu hồn đấy. Không, chỉ là giấy hôi dính thôi. Khoan, kính của mình đi rồi.
Đã có chuyện gì? Chuyện tay trời đó má. Ok, ai té nước? Tôi mở sách. Cả hai em vào phòng phạt. Không, chúng mình bị phạt rồi. Tôi kết thế này. Ôn tập cho bài kiểm tra đi nhé. Đọc hết sách đi. Dễ ở thôi. Siêu năng lực chính của mọt sách mà. Toàn bộ kiến thức đã được tiếp thu. Cái gì? Khiếp, mình không muốn làm gì hết trơn. Cặp kính ngớ ngẩn, mình đâu phải mọt sách. Trời ơi, trôi hết phần sau mất thôi. Lại bắt đầu gen gì rồi đấy. Đừng có lo, tớ sẽ giúp cậu. Hãy học cùng nhau nhé. Đó. Tuyệt, để tớ lấy mắt kính đã. Kẹt rồi. Giúp tớ Rachel. Cậu đang làm gì vậy? Dừng lại. Làm được rồi. Ôi thần linh ơi, cậu ấy sẽ giết mình mất. Kính của tớ đâu rồi? Ở đây nè. Cảm ơn bồ. Âu, đầu tớ nhìn lại được rồi. Cậu đang làm gì thế? Không có gì. Ui, gỡ được rồi. Tớ tìm được nè. Tớ có một ý tưởng. Đi theo tớ. Hả? Dùng kẹp tăm để bẻ khóa. Tớ đã thấy mẹ này trong phim trộm cắp. Hay quá. Mau ra khỏi đây thôi. Nơi đáng sợ này là sao? Mình phải tìm cách thoát khỏi đây. Ok, đi thôi. Ở đây lạnh quá. Cậu lấy áo len của tớ nè. Mặc vào đi. Cảm ơn cậu. Gì đây? Kính đâu mất tiêu rồi. Chả thấy gì. Rachel, đừng bỏ tớ mà. Wow, cuốn sách mình thích nè. Vật lý lượng tử trong thơ ca. Ôi trời ơi, không thấy gì. Kính của mình nhiều bụi quá. Rachel. Chào Sylvie. Gì kia? Rachel, có gì đó nhìn ghê lắm. Áo thôi mà. Chuyển động. Sao lại có bàn đạp nhỉ? Xin chào quý cô. Đau chết mất. Chạy lại đi thôi. Mày đưa trật tự đi. Ta đã ngủ. Tụi người này. Này khủng khiếp quá. Ê bốn mắt, trở về hành tinh đi. Có gì trên áo kìa? Kính của tớ. Tớ cứ tưởng là mất hẳn rồi chứ. Này, lau kính đi mọt sách. Tớ muốn về nhà. Tớ chán thì bọn họ cười nhạo lắm rồi. Để xem nào. Gì đây? Có vẻ thú vị. Để xem có gì ở trong. Eo ơi, gì đây? Khiếp. Wow, kính áp trong thời thượng ghê. Hoàn hảo cho cậu luôn. Bỏ cặp kính quê mùa này đi. Không được. Ngồi im gái ơi. Tớ sẽ thay đổi đôi mắt của cậu. Tớ chưa sẵn sàng. Đừng có sợ mà. Rachel, tớ sẽ thích đấy. Ngồi nào, ngồi nào. Tớ không đeo kính áp trong. Trả lại mắt kính cho tớ. Lại đây. Làm ơn gọi cảnh sát đi. Tớ bị dị ứng mà. Được rồi, vậy hãy trang trí mắt kính nào. Cậu làm sao hay vậy? Xem đây nè. Tớ giỏi làm mới đồ cũ lắm đấy nha. Kem này sẽ làm cho mắt kính có màu hồng. Phần ngầu nhất là khuấy đều mắt kính trong cốc nước. Wow, tớ có thể làm nhà hóa học biến đổi. Xem đi cưng ơi. Đẹp quá đi mất. Quên, nhưng vẫn chưa xong đâu. Để xem có gì trong ba lô làm đẹp của tớ nhé. Yeah, sẽ đẹp lắm cho coi. Chúng mình sẽ trang trí cho thật đẹp. Đá giả sẽ bao phủ mắt kính như cơn mưa lấp lánh. Wow, xinh quá đi mất. Ui, siêu nhân xe về đến cứu đây. Đừng lo nhé, tớ có cách tránh bị rơi rồi. Dê lưng sẽ xử lý vấn đề. Nhạo đơn giản của nhà thiết kế. Đây. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Trời đất ơi, tớ thích kính mới lắm. Cảm ơn cậu Sevi. Trang điểm lộng lẫy cho cậu nào. Thử gì bây giờ ta? Mặt nạ của nữ thần. Chắc sẽ hợp cậu lắm đó. Giờ đúng kích cỡ khuôn mặt. Làm ơn, cho tôi hít thở nữa. Chuẩn bị mà trầm trồ đấy nhé. Tớ đã xinh chưa vậy? Ôi dồi. Chờ xíu để tớ lau đi.
nữa. Xong đời rồi. Tiếc là tớ không có gì chữa mụn cả. Vì tớ không bao giờ mọc mụn. Nhưng tớ sẽ tìm cách. Chuẩn không cần chỉnh, nhẹ bút đi. Tháo phần lớp trên đầu bút ra đã nhé. Hút quái phần mụn thôi nào. Eo ơi, mặt tớ đã đỡ hơn chưa? Vẫn còn đốm đỏ. Để tớ che lại nhé. Băng dán cá nhân dễ thương. Hả? Không thấy đốm đỏ nữa. Dán thêm nhãn dán nào. Nhạt, một sách thời thượng đây. Ừ, cái ơi, không thể chấp nhận được. Ngồi xuống đi. Để tớ xử lý. Cái gì vậy? Thuốc làm trắng răng đó. Nhìn ngon đấy, để tớ thử. Wow, tớ thấy thè mát. Ok chưa? Ôi không, răng tớ nhìn thấy sợ quá. Mà chờ một chút, tớ cần kiểm tra kho vũ khí làm đẹp. Thử máy này nhé. Chiếc máy dễ thương này sẽ giúp làm trắng răng. Hả, nhìn ra nào. Tớ không chắc về chuyện này. Ok, vậy đủ rồi. Ui, xin lỗi, răng tớ trắng tinh luôn. Đã ổn hơn chưa? Ôi, cậu nhìn nhạt quá, để tớ tìm xem nào. Chúng mình có gì đây ta? Chọn đi. Cho tớ. Tớ thấy hơi khó chọn đó. Tớ chưa dùng son môi bao giờ cả. Tớ chọn màu này nè. Wow, thỏi son đầu tiên. Cố lên Rachel, biết làm được mà. Hả? Thế đã đúng chưa? Ôi không, phải chỉnh lại một chút xíu nữa cơ. Wow, nhìn xinh ghê. Tớ xem nào, xinh thật đó. Còn gì ta? Cậu cần đánh mắt nữa. Hả? Tớ sẽ trả lại kính cho cậu sau. Ôi, xin lỗi. Đánh mắt thôi cưng ơi. Chọn màu trong bảng phấn mắt này nè. Tớ thấy tông màu này hợp cậu lắm. Wow, mắt tớ nổi bật hơn hẳn. Giờ tô điểm nữa nha. Kim tuyến bling bling nè. Tớ có thể dùng kim tuyến khắp nơi. Nhắm mắt chờ đợi phép màu đi nào. Hả? Wow, đỉnh của chóp. Cậu đeo kính vào đi. Ôi không, tớ xin lỗi nhé. Tớ đặt nhầm vào cà phê. Khoan, tớ biết mẹo này. Tin tớ đi. Cùng lấy khối bằng gọng kính nào. Tán đều ra. Chua mơ ra tớ đánh sẽ dễ hơn đấy. Xong rồi. Tớ đeo thử kính xem sao. Wow, gò má nhìn cũng xinh. Chúng mình có một vấn đề. Tóc cậu nhìn lỗi thời quá. Nhưng tớ thích phong cách mọt sách này. Không cần dây chu nữa đâu. Nhìn quanh xem có gì không. Kiểu gì cũng có thứ dùng được. Trời đất ơi. Xin chào công chúa nhỏ. Tóc tím xuân sóng đẹp hết dậy. Cắt tóc cho xinh nhé. Không. Ổn rồi đấy. Sửa tóc cho cậu thôi. Cứ tưởng cậu cắt tóc của búp bê. Có gì ở đây ta? Hả? Hoàn hảo. Tớ sẽ gắn lọn tóc giả này vào để tạo điểm nhấn. Tuyệt. Trang trí cho tóc nào. Kẹp tóc dễ thương rất hợp với cậu. Thích quá. Ôi trời. Không được. Cậu ăn mặc như người tiền sử. Cho tớ xem tủ quần áo. Ok. Úi giời ơi. Quá cũ. Quá trẻ con. Quá điệu đà. Cậu cần gì không, Sebi? Không. 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 Cậu có đồ nào mới hơn không? Đừng buồn mà. Tớ có mang sẵn quần áo đây. Nè, mau thử đi. Ok. Đem quần áo đi. Ngày mai diện nguyên bộ này nhé. Yay. Này mấy nhóc, chú vịt xấu xí giờ đã biến thành thiên nga xinh đẹp rồi. Đi thôi gái. Wow. Wow, ngầu bá cháy, tớ cần đeo kính. Ôi wow, tớ cũng thế hả? Phải không? Anh hài hước quá đi mà. Chào Finn. Anh sẽ gọi em sau. Xin chào người đẹp. Nghe rõ đây, không có cửa đâu. Chờ đã. Anh cũng xin thú nhận. Anh có đeo mắt kính. Xin lỗi, bạn tớ đang đợi rồi. Thế à? Cái kết không thể tuyệt hơn. Ôi trời, như thể trên đầu mình là cả khu rừng vậy. Đủ rồi. Hôm nay là ngày nắn thẳng mọi thứ. Cần chút màu sắc trong cuộc sống. Chúc may mắn. Dễ thương quá ha, lấp lánh. Xem nào. Wow, cô nàng xinh đẹp này là ai vậy?
Ủa, mình có mời ai đâu ta? Trâu! Không! Tóc tôi! Em sẽ ở đây một tuần. Brittany, em cái đồ... Khách không mời mà đến lại còn được tắm chùa nữa mới đã. Sáng rồi, mình nên dùng sản phẩm tóc nào? Son mì tôm, son sóng, chỉ có son sao? À đây nè, dùng bánh xà phòng luôn. Hãy để bữa tiệc bong bóng bắt đầu. 30 phút sau. Em cần bao nhiêu thời gian? Tiết kiệm nước đi. Brittany, cẩn thận. Ghê quá đi. Chú ba ca tắm ở đây hay gì? Eo ơi, trong này càng lúc càng nóng. Thôi chết tôi rồi. Thôi không, hỏng tóc của mình mất thôi. Đẹp đấy. Phải làm ướt tóc. Nhanh. Chải nè, chải nè, chải nè. Ôi không. Tình huống khẩn cấp. Ổn hơn rồi. Nóng xỉu. Nóng. Tại sao chứ? Chỉ còn một giải pháp thôi. Đã đến nước này thì đành làm liều. Mình giống như Gollum. Không, không đừng mà. Sorry, chị có chuyện gì vậy hả? Dậy đi. Brit, chị hỏi chưa? Hả? Nói đi. Savi, chị đã làm gì? Savi, ôi trời đất ơi. Ôi không. Mày. Chạy. Em sợ ăn quá nè. Giờ thì lau khô tóc thôi. Thật luôn, không tự hào về việc này cho lắm. Đây là khăn mình mới lau chân nè. Vẫn không khô à? Trời ơi, lau hoài lau mãi vẫn ướt. Mình cần thêm khăn tắm. Lấy cái này đi vậy. Wow. Yeah, được rồi nè. Brittany. Đúng đó. Nhưng mà vẫn thiếu gì đó. Ok. Quay thôi nào. If you be the cash, I'll be the rubber band. Hả? Trời ơi. Bản nhâm này không ổn một chút nào luôn. Xóa ngay vào luôn này. Bung lụa nào. Lắc lắc nào nàng thơ. Ôi trời ơi. Đi rồi. Thật may mình khéo tay. Hãy quan sát kỹ nhé. Mình tết tóc thật là khéo quá đi nè. Giờ đợi thôi. Được rồi. Vui là con gái. Là con gái thật tuyệt. Này Brit. Savi, Savi sao chị lại? Chờ xíu, cười nào. Gì? Bất ngờ một xanh, em sẽ giữ cho riêng mình. Tớ hứa là bây giờ sẽ không bắt nạt ai cả, cứ thả lỏng. Và việc thôi, cắt đôi hai trái bơ như thế này. Lấy hạt ra và bóp. Bơ chín vừa tới, chuẩn không cần chỉnh. Sai về đằng nào cũng sẽ mua lại thôi. Búm, phép màu của chỉnh sửa nè. Giờ thì bôi mặt nạ hoàn hảo lên tóc. Trông thì có hơi ghê nhưng mà tốt cho tóc lắm đấy nhé. Quá trình này khá giống như khi làm sốt trái bơ đó nha. Bọc lại. Tuyệt. Giờ thì đợi. Giả vờ đọc sách để giết thời gian vậy. Bánh nhỏ. Hả? Có sốt trái bơ kìa. Lấy một xíu nào. Trông hoàn toàn bình thường đấy chứ. Rồi úp bánh mì. Chứ gì đã được ăn ngon rồi. Xịn sò luôn. Ôi ngầu quá.
Mình đến Huệ mất thôi. Vị lạ lạ sao ạ? Eo ơi. Eo, nhưng biết sao không? Vệ sinh răng miệng là trên hết. Chừng mười nhạc sĩ không khuyến nghị làm vậy nha. Đánh cắp cái kìa. Ngày may mắn đây. Xài chơi nhỉ? Bánh nhỏ của chị mà. Chị muốn lấy bánh à? Thì lấy đi nè. Bánh của chị. Leo leo đồ luôn. Bánh của chị. Thế à? Chị cần tìm bạn cùng đi dự dạ hội. Em thì đã có rồi. Tớ là Finn. Nhưng cứ gọi tớ là đẹp trai. Chị cũng thích đấy hả? Chị sẽ bắt chuyện. Đã đến lúc chơi khăm. Chào Finn. Này Savi, cậu ổn chứ? Chờ chút. Của chị đây. Cậu khỏe không? Savi, cậu vướng gì đó? Trên tàu. Như là của cậu. Cậu lấy ở đâu ra? Hay lắm gái. Thể dục thôi. Yeah. Buộc tóc kiểu đôi ngựa cho gọn gàng đã nè. Lần trước đúng là thảm họa. Lại nữa sao? May mà mình có mang sẵn một chiếc hoặc hai. Để thử lại nào. Lần này mình buộc giống công chúa Lia. Mấy cái dây chẳng ăn thua gì. Bình tĩnh Savi, tức giận không tốt cho da mặt chút nào, sẽ tạo ra nếp nhăn đó. Đến lúc này thì hơi bị nực cười rồi đấy. Đã tập xong. Wow, cháy phố phết đấy. Xinh. Cố gắng vì Finn. Tập căng thật đó. Ôi trời, chưa ai thấy phải không? Thì ghê quá. Mọi người, chỉ là tóc tớ thôi nè. Có lẽ mình nên thử dùng biotin. Phải đi tắm mới được. Rồi mình sẽ lại sạch thơm. Ôi không, người ngoài hành tinh. Làm gì mà la hét vậy? Toàn làm lố thôi. Xong. Savi, chúng mình phải chuẩn bị thôi. Alo, vâng, ngay bây giờ. Ai gọi tôi đi? Anh giúp tụi em nhé. Vậy em tìm đúng người rồi. Hào hức ghê. Trẻ ngon, em gặp nguy hiểm. Thế anh định xử lý như thế nào ạ? Anh có một giải pháp dành cho em. Anh đã được huấn luyện bài bản. Sẵn sàng. Mình đang mơ em sao? Em nước vậy thôi. Người im nhé. Một xíu thôi. Ôi trời. Ok, đừng có la hét nữa. Wow, nhắn một cái đã có mái tóc xinh. Wow, dễ thương quá. Người tiếp theo. Em sẵn sàng chưa? Dạ. Anh chắc là ổn chưa? Tin đi. Em người thấy muốn bắn gì chưa? Em ngửi thấy mình chuẩn bị ngất rồi. Đã xong. Wow. Nhưng mà chưa xong đâu.
kẹp nè. Và thêm vài cái nữa. Xong rồi đó, gái xinh. Đẹp. Chị xinh quá đi mất. Đỉnh của chắc. Và sáng như kim cương nào. Oh. Wow. Em thấy mình như sô-cô-la Ferrero Rocher. Được rồi, anh xong rồi. Oh. Chào. Em cảm ơn. Đi thôi. Ôi không, tìm trang phục đại nhỉ. Nói thì dễ, làm mới khó. Ờ không, không. Váy này sẽ hợp lắm nè. Váy này sẽ hợp lắm nè. Hài hước quá cơ. Chuẩn. Xinh quá. Cởi ra đi. Chị mới phải thay đồ ấy. Rồi nó sẽ phải trả giá. Cấm nhìn lén và thay váy này đi. Váy này hợp mình dã man. Thôi xong, kẹt rồi. Đừng căng thẳng. Lại nữa, lại đụng hàng. Dù sao em mà cũng đẹp hơn. Thay ra đi. Được thôi. Cảnh báo tuần lễ thời trang Paris. Nhớ nhắc tên tới khi bạn dùng combo này. Để xem còn dám sao chép nữa không. Ai là kẻ ngốc chứ. Hả? Đúng ngay mà. Đỗ phân giải 4K. Em sẽ giữ lại luôn. Không, không. Quá chậm. Gì đây? Lại cho đùa ngớ ngẩn của em hả? Gì cơ? Đám cưới sao? Ủa gì vậy trời? Finn và em cưới nhau sao? Làm như chị có cười. Làm trò hề thế đủ rồi. Chiến thôi. Thế à? Em cũng sẵn sàng rồi đây. Mơ đi nhé. Finn là của chị. Vậy, hãy tiếp tục với cảnh yên bình hơn nhé. Wow, tóc lượn sóng kìa. Xịn. Đây là kiểu tóc của nàng tiên cá. Au. Bình tĩnh, Brit, vẫn còn việc phải làm. Xoay nào, baby. Au. Không. Không. Oh, mình muốn kiểu này nè. Để buổi diễn bắt đầu nào, baby. Mong là sẽ thành công. Chắc cô gái nào cũng thấy chuyện này quen quen nhỉ. Không có chuyện tóc rối đâu. Để xem mấy bạn ở La La làm như thế nào. Nhìn trên màn hình thì dễ. Mình hiểu cách làm rồi. Chuẩn, đây là kỹ thuật thần Jitsu thượng thừa. Cẩn thận tay. Yep, đúng chuẩn như kế hoạch luôn. Xong rồi nè. Xinh. Chị dễ cho người ta trêu quá. Tháo lược ra. Đừng nói là